kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng nay chắc hẳn người dân các tỉnh miền Bắc đã cảm nhận rõ được cảm giác ấm áp đang lan tỏa khắp các đường phố ngõ xóm. Bởi theo số liệu chúng tôi ghi nhận được thì mức nhiệt sáng nay đã lên tới 17-19 độ. Trời tạnh ráo và chỉ còn xảy ra màn sương mù mỏng vào đêm và sáng. Không chỉ tại Bắc Bộ mà nền nhiệt tại các tỉnh khu vực miền Trung cũng bật lên nhanh chóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm qua đã lên đến 26-28 độ tại các tỉnh phía Bắc và 28-30 độ tại các tỉnh phía Nam. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên phổ biến từ 29-31 độ và tại Nam Bộ phổ biến từ 31-33 độ. Một vài điểm đã lên 34-35 độ như tại Bình Phước và Tây Ninh. Trong 3 ngày tới, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là khu vực có kiểu thời tiết khá ổn định, đặc biệt là trong giai đoạn mùa khô này. Trời phổ biến ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn phổ biến 29-31 độ tại các tỉnh Tây Nguyên và từ 32-34 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Trong khi đó, người dân tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục được hưởng bầu không khí ấm áp trong hôm nay và ngày mai. Tuy nhiên, từ phía Bắc thì vẫn có những đợt sóng lạnh nhỏ lan truyền tới với tâm lệch đông hơn, tạo điều kiện hình thành trường gió đông ẩm thổi tới đất liền. Trường gió đông này khiến cho các tỉnh miền Bắc bị bao phủ một lớp mây dày hơn, kèm theo đó là màn sương mù nhẹ sẽ xuất hiện vào đêm và sáng, có thể gây cản trở đến việc lưu thông của người dân nơi đây. Đến trưa chiều khi mà màn mây mỏng dần, bầu trời sẽ hửng sáng và nền nhiệt bật lên khoảng 22-24 độ. Riêng tại khu vực Lai Châu, Điện Biên vẫn có mức nhiệt cao từ 26-28 độ. Bước sang ngày 24 tháng 1 thì không khí lạnh tăng cường cùng với hoạt động của dòng xiết được thiết lập trở lại. Do vậy, các tỉnh khu vực sẽ lại xảy ra mưa nhỏ rải rác kéo dài đến ngày 25. Thế nhưng hai hệ thống trên đều hoạt động với cường độ không quá mạnh nên mức nhiệt chỉ giảm từ 2-4 độ. Trời trở rét và rét đậm chỉ xuất hiện tại các tỉnh vùng núi Trung Du phía Bắc. Còn tại các tỉnh miền Trung trong 2 ngày tới, thời tiết tương đối tốt. Do ảnh hưởng của trường gió đông phân tích ở trên nên các tỉnh nơi đây cũng sẽ có hiện tượng sương mù nhẹ xảy ra vào đêm và sáng. Nhưng chỉ từ 10 giờ trở đi, màn sương này sẽ biến mất, nhưng chỗ cho những tia nắng xuất hiện và đưa dần nền nhiệt độ lên ngưỡng 26-28 độ tại phía Bắc và từ 29-31 độ tại các tỉnh phía Nam. Từ ngày 25 thì một loạt các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ chuyển nhiều mây hơn và có mưa nhỏ rải rác, nên nhiệt độ có xu hướng giảm và trời chuyển rét ở các tỉnh phía Bắc. Sau đây là dự báo cho từng khu vực. Tại khu vực Tây Bắc Bộ, trong ngày 23 và ngày 24, đêm và sáng có sương mù và mưa nhỏ một vài nơi, trời chỉ còn rét nhẹ vào đêm và sáng, trưa chiều mức nhiệt tăng dần lên ngưỡng 23-25 độ. Riêng tại khu vực Lai Châu, Điện Biên còn có thể lên đến 26-28 độ. Sang đến ngày 25, trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa và mưa rào, nhiệt độ giảm từ 1-3 độ, trời chuyển rét. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong ngày 23 trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhỏ rải rác ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc, trời rét nhẹ. Trưa chiều thì mức nhiệt tăng dần phổ biến ở mức 21-23 độ. Sang đến ngày 24 và ngày 25, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, nhiệt giảm từ 2-4 độ, trời rét, vùng núi và trung du dần chuyển mức rét đậm. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 2 ngày tới, thời tiết trên khu vực về đêm và sáng có nhiều mây, có mưa một vài nơi, còn trưa chiều nhiệt độ tăng dần lên ngưỡng 25-27 độ. Sang đến ngày 25, trời nhiều mây, mưa xuất hiện ở Bắc Trung Bộ rồi lan dần xuống phía Nam, nhiệt giảm từ 2-3 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong ngày 23 và ngày 24, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng. Biên độ nhiệt ngày đêm dao động từ 21-29 độ tại phía Bắc và từ 23-31 độ tại phía Nam. Sang ngày 25, trời chuyển nhiều mây, mưa xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc và nền nhiệt giảm nhẹ. Khu vực Tây Nguyên trong thời kỳ tới, trời phổ biến không mưa, ngày nắng ráo, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ và cao nhất từ 29-31 độ. Riêng tại thành phố Đà Lạt có biên độ nhiệt ngày đêm từ 13-25 độ, cần lưu ý độ ẩm giảm rất thấp vào ban trưa. Tại khu vực Nam Bộ, trời ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ và cao nhất tại đây từ 32-34 độ, với độ ẩm ban trưa khá thấp, dao động từ 50-60%. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Trong những ngày tới thì tại khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, phổ biến ít mưa nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Tuy nhiên từ chiều tối ngày 24 thì do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, mưa dông cũng chỉ xảy ra một vài nơi, với sóng biển cao từ 1,25-2,25 m.
Thưa quý vị, như vậy là thời tiết ấm áp tại các tỉnh miền Bắc chỉ còn duy trì đến ngày hết ngày 23. Còn từ ngày 24 thì các tỉnh Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa nhỏ rải rác nên nhiệt độ giảm nhưng không quá mạnh. Ven biển Trung Bộ có kiểu thời tiết thuận lợi trong 2 ngày đầu. Ngày 25 trời chuyển nhiều mây và có mưa nhỏ rải rác tại các tỉnh phía Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ. Thời tiết ít biến đổi, ngày nắng ráo, không mưa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết trưa nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.